Tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Muốn Review Gì. Ngày hôm nay thì trong cái chương trình review xe, Hoàng sẽ đồng hành cùng với lại bạn Tâm đến từ một cái hãng xe rất là nổi tiếng của Đức, đó chính là hãng Volkswagen. Thì bạn Tâm là một trong những chuyên viên bán hàng của showroom Volkswagen ở tại đường Trần Hưng Đạo, số 120 Trần Hưng Đạo đúng không Tâm? Dạ đúng rồi anh Hoàng. Ok, thì ngày hôm nay Hoàng cùng với Tâm sẽ cùng nhau chia sẻ với tất cả các bạn một chiếc xe mà Hoàng nghĩ rằng nó cũng rất là thú vị. Không biết là Tâm có thể bật mí cho tất cả mọi người cũng như khán giả biết cái chiếc xe ngày hôm nay mình chia sẻ với mọi người là chiếc xe gì được không em? Dạ, hôm nay thì Tâm được nhận lời mời của anh Hoàng là bên kênh Thích Review Xe. Thì hôm nay Tâm đem một chiếc xe Polo Hatchback đời 2020 mới nhất tại thị trường Việt Nam đến để chia sẻ và góp vui trong kênh review xe của anh Hoàng. Rất là tuyệt vời. Thì chắc là ngay lập tức thôi các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau mình tìm hiểu xem chiếc Polo Hatchback này đến từ cái thương hiệu Volkswagen của Đức thì nó có cái gì. Thì chắc các bạn cũng thấy luôn ha. Đây trước mặt chúng ta nó chính là cái chiếc The New Polo Volkswagen. Đó, thì chiếc này nó có tên là Polo và dòng xe này là dòng xe Hatchback. Như vậy mình có thể gọi một cái tên xe của cái chiếc này là Polo Hatchback đúng không Tâm? Đúng rồi anh Hoàng. Rồi, không biết là Tâm có thể chia sẻ cho tất cả khán giả biết là cái chiếc Polo Hatchback này thì nó sẽ hướng tới khách hàng như thế nào không Tâm? Dạ, thì cái dòng xe Polo Hatchback này á thì nó là phân khúc B. Thì dòng xe cỡ nhỏ thì nó phù hợp cho những đối tượng gia đình, ví dụ như là người mới mua xe lần đầu. Mới mua xe nè. Rồi, hoặc là người đã sử dụng hai xe trở lên thì mua thêm một cái xe này nữa cho chị đi đón bé hoặc đi siêu thị chở đồ rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Và nó dòng Polo Hatchback này á, khi mà mình di chuyển trên đường phố á, nhỏ, đường nhỏ hẹp á, nó rất là linh hoạt, rất là dễ dàng cho những chị em lái thử luôn. Dạ. Ok, thì các bạn có thể thấy là qua cái phần chia sẻ của Tâm, chúng ta thấy là cái tính năng thuận tiện của cái chiếc Polo Hatchback này, nó chính là cái sự linh động khi mà chúng ta di chuyển trong phố, hoặc là đặc biệt là chúng ta đi trên những cung đường mà nó chật hẹp, đông người, thì đây chính là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Rồi, chắc mình cùng với Tâm cũng như là tất cả các bạn khán giả thì chúng ta sẽ cùng nhau mình xem và cái thiết kế của cái chiếc Polo Hatchback này như thế nào nha. Xin chào tất cả các bạn. Ngay lập tức thì Hoàng và Tâm sẽ giới thiệu cho mọi người về cái chiếc Polo Hatchback ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi về cái phần ngoại hình hay là cái phần ngoại thất của cái chiếc Polo Hatchback này. Thì anh thấy đầu tiên Tâm là cái chiếc này nó lại có một cái màu xanh khá là đẹp mà cũng khá là thời trang. Đúng rồi anh. Thì ngoài cái màu xanh này ra thì mình còn có những cái màu sắc nào khác nữa không Tâm? Dạ. Hiện tại thì Volkswagen Việt Nam á, hiện tại đang có phân phối và bán ở thị trường Việt Nam là có lên tới 6 màu. 6 màu? Dạ. Wow. Thì bao gồm màu đỏ nè, màu đỏ xinh xét, màu bạc, màu nâu, màu xanh này và màu trắng. Ok. Dạ. Các bạn nghe rất là nhiều màu, nhưng mà có thể là các bạn sẽ không tưởng tượng được hết cái độ đẹp nó như thế nào. Thì nếu mà muốn biết những cái màu sắc khác nó như thế nào thì các bạn có thể ghé showroom để các bạn xem. Thì các bạn sẽ hiểu được những cái màu sắc này nó sẽ đẹp hơn cỡ nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta quan tâm đến chiếc màu xanh này thôi nha các bạn. Ok, rồi chắc mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu cho các bạn luôn. Thì đầu tiên mời cameraman mình có thể tiến lại gần cái phần đầu xe này. Thì đầu tiên là các bạn, chúng ta hãy cùng nhau mình quan tâm về cái phần đầu của cái chiếc Volkswagen này. Thì đây là một cái thương hiệu đến từ Đức. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy đây chính là một cái logo rất là đặc trưng của dòng Volkswagen. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần đầu xe. Thì đây là cái mẫu Polo Hatchback dòng năm 2020, model 2020 đúng không Tâm? Dạ, như vậy là nó sẽ, anh nghĩ là nó sẽ có một vài điểm nó sẽ khác so với lại những cái dòng trước đây. Dạ. Thì không biết là trong cái phần đầu xe này thì nó có cái điểm gì nó đặc biệt và nó khác so với lại những cái dòng trước đây, Tâm có thể chia sẻ cho các bạn được không? Dạ. Thì ở cái phiên bản 2020 này á, nó sẽ khác phiên bản 2016 tới đến 2018 á, thì nó được thay bằng cái lưới tản nhiệt hình tổ ong này. Thì nó sẽ cho mình cái diện mạo xe nó nhìn thể thao hơn, nhìn nó mới mẻ hơn và nhìn nó bắt mắt hơn khi mình nhìn chiếc xe này. Và cái mình để ý ở bên lườn ốp á, xung quanh xe thì nó được ốp hết sẵn, bộ body kit sẵn. Nó tượng trưng như này là bộ body kit R-Line 300. Dạ. Ok. Dạ. Thì các bạn có thể thấy ha, em có thể quay gần lại để cho khán giả thấy. Thì cái đầu tiên nó chính là cái phần lưới tản nhiệt cũng như là cái phần ở dưới này. Thì đầu tiên là nó được thiết kế lại theo cái dạng hình tổ ong. Đúng rồi. Và nhìn nó có cái màu đen như vậy, nhìn khá là đẹp và nó khá là bắt mắt. Thì đây là cái chi tiết đầu tiên mình thấy là nó được thay đổi so với lại cái dòng trước đây.
Cái điểm tiếp theo là cái mũi đằng trước này thì các bạn thấy là cái phần body kit, những cái dưới này nó cũng có những cái phần body, nó cái phần kit nó lòi ra như vậy. Thì nó tạo nên, thứ nhất là mình nghĩ là nó tạo nên một cái sự khí động học cho xe nè. Cái thứ hai là nhìn cái xe nó cũng mang cái dáng dấp nó thể thao hơn, nó mạnh mẽ hơn. So với lại những cái thiết kế trước đây thì nó chỉ bo tròn ở dưới này thôi. Thì đây là một cái chi tiết mà mình nghĩ là rất là đẹp. Đó. Cái phần đèn của xe Hoàng thấy là nó cũng khá là ok. Cái chi tiết đèn này thì có điểm gì đặc biệt không Tâm? Hệ thống đèn này đó là được trang bị là hệ thống đèn halogen. 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 Và nó có dãy đèn LED, dãy đèn xi nhan chạy ở trên. Và có hàng đèn sương mù ở dưới này. Wow. Ở dưới này chúng ta có một cái hệ thống đèn sương mù khá là đẹp mà các bạn. Hả? Khá là đẹp. Đó thì các bạn thấy là với cái dòng Polo hatchback nó hơi hướng thiết kế nó đơn giản thôi các bạn, nên là cái phần đèn thì nó cũng có cái thiết kế nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì với công nghệ đèn halogen thì nó cũng rất là sáng và rất là đẹp các bạn. Ok, rất là tuyệt vời. Đấy. Thì đó là về cái phần đầu xe. Các bạn thấy là cái phần đầu xe nó được thiết kế nó cũng khá là gọn. Và chính vì là cái sự thuận tiện ở trong cái việc mà di chuyển trong đô thị đó, thì Hoàng thấy là cái mũi xe nó cũng không quá dài. Thì đây là một cái điều đó giúp cho cái người lái nó sẽ dễ canh hơn trong cái quá trình mà lái, đặc biệt là xe máy rồi xe hơi phía trước này kia như thế nào đó. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta thấy ở cái phần đầu xe. Rồi chắc mình sẽ đi qua phía bên hông này để mình coi về cái phần thiết kế phía bên hông nó như thế nào ha. Mâm lốp thì có gì đặc biệt không Tâm? Dạ, mâm thì được trang bị là mâm đúc hợp kim. Dạ. Nó là 15 inch. Uh-huh. Và lốp thì là lốp là 185. Các bạn nhìn có thể nhìn thông số lốp này, 185 60R15. Uh-huh. Mâm 15. Mâm 15 inch. Dạ. Và à, cái điều đặc biệt của dòng xe Polo hatchback này á, là nó dùng hai phanh đĩa phía trước. À. Dạ, hai phanh đĩa. Dạ. Là hệ thống ABS chống bó cứng luôn đúng không Tâm? Chính xác ạ. À, đây là một cái tính năng rất là an toàn ở trên cái dòng xe Polo hatchback này nha các bạn. Thì các bạn thấy là cái mâm đa chấu, bạn thấy là nó có 10 chấu đó các bạn. Nó xen kẽ lẫn nhau nhìn cũng khá là mạnh mẽ. Hình như anh thấy đây cũng là một chi tiết khác biệt so với dòng trước đây đúng không Tâm? Chính xác anh. Thì ở 2020 này nó sẽ thay đổi cái bốn của bộ mâm. Đa chấu tạo thêm cái nét thể thao hơn. Còn 2018 á, thì nó được là chỉ là 8 chấu. Dạ. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Rất là good. Rồi, chúng ta đi về... À, các bạn có thể nhìn về cái phần bên hông của xe nè. Thì với cái thiết kế theo cái dòng hatchback thì các bạn thấy là chiếc xe nó cũng khá là gọn đúng không? Khá là gọn và khá là đẹp. Thì giống như Tâm có chia sẻ thì cái phần body kit nó cũng được chạy dài theo cái lường từ phía cột A cho tới cái cột C phía sau này. Các bạn thấy không? Nó chạy dài từ phía dưới. Thì cái chi tiết này cũng là một chi tiết khá là nổi bật và khá là mới cho các bạn, để nó làm cho cái dòng xe nó trở nên nó mạnh mẽ hơn, nó thể thao hơn. Đây là một cái chi tiết khá là ok. Rồi, chắc là cũng không có gì thêm trong cái phần phía bên hông này đúng không? Dạ đúng. Ok, vậy mình qua vào cái phần đuôi xe nha các bạn. Đây đang quay thì có khách hàng họ quan tâm, họ chụp hình đó các bạn. Chắc là do xe đẹp quá, mình nghĩ là như vậy. Rồi, chúng ta đến với cái phần đuôi xe của cái chiếc Polo hatchback này các bạn. Thì cái phần đuôi thì mình thấy là nó có một cái thiết kế nó cũng đơn giản, gọn. Cái logo của Volkswagen thì nó nằm ở giữa này. Cái tên xe Polo nằm ở phía bên tay trái. Và ở đây thì anh thấy có chữ 1.6. Như vậy là động cơ nó liên quan thế như nào Tâm thôi. Dạ, động cơ của dòng xe Polo này ấy, thì là nó là máy là 1.6. Ok. Công suất mà lực của nó là 105 mã lực. Ok, như vậy là các bạn thấy là động cơ 1.6 1.105 mã lực. Như vậy là Hoàng nghĩ là nó cũng khá là phù hợp đối với là cái dòng xe nhỏ đi trong đô thị. Bởi vì các bạn cũng đâu có cần phải chạy 100, 120 trong đô thị làm gì đâu đúng không các bạn? Rồi. Ngoài ra thì các bạn thấy là cái phần đèn ở đây mình thấy là nó cũng khá là nổi bật nè các bạn. Phần đèn khá là to và khá là nổi bật. Cái công nghệ đèn này thì công nghệ đèn như nào Tâm ha? Vẫn là halogen nè. Halogen. Dạ. Ok, một cái đèn halogen vậy. Ở dưới thì chúng ta cũng có đèn này, đèn sương mù đúng không Tâm? Dạ đúng rồi. Đó.
đèn mi sương mù ở phía đằng sau nè các bạn. Thì một trong những cái chi tiết cũng có thể nói là rất là nổi bật ở phía đằng sau, đầu tiên là chúng ta nói là về cái phần an toàn một xíu các bạn. Thì Hoàng thấy ở phía đằng sau là nó có bốn cái cảm biến nè. Thì đây chính là cái chi tiết an toàn để giúp cho các bạn khi chúng ta lùi, gặp những cái vật cản này kia thì nó sẽ cảnh báo. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta về cái vấn đề về an toàn trong quá trình chúng ta lùi xe. Và đặc biệt là trong cái thiết kế về body kit thì phía đằng trước bên hông thì cầm thêm ở đây nữa là chúng ta có thêm một cái body kit ở phía đằng sau này nữa. Cái mần chi tiết màu đen này rất là đẹp và rất là nổi bật luôn các bạn. Đây cũng được gọi là một trong những cái điểm nhấn khá là nổi bật ở cái phần đuôi xe. Chính xác. Đây các bạn thấy rất là ok. Ở đây thì chúng ta có một cái camera lùi đây các bạn. Thì như vậy là nó sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình mà chúng ta lùi xe. Được thiết kế khá là đẹp ha, gọn gàng nằm ở phía dưới này. Rồi rất là ok. Bây giờ mình mở cốp để cho các bạn chúng ta xem về cái phần cốp bên trong nó như thế nào Tâm ha. Dạ. Chắc mời em mở cốp ha. Thì cái phần khi mà mình mở cốp á, cái dòng xe Volkswagen này thì nó luôn đặt được đặt dấu ở trong cái logo. Đây. Như thế nào. Wow. Các bạn thấy không? Đây, cho các bạn coi lại. Đó, các bạn thấy là bình thường nếu mà chúng ta không để ý chúng ta sẽ không thấy cái chi tiết mở cốp nằm ở đâu hết, nhưng đây là một cái sự tinh tế đây các bạn. Đó. Chúng ta nhấn cái này ở trong và như vậy là nó sẽ thành cái chi tiết để chúng ta mở cốp lên. Rất là đẹp. Như thế các bạn, đây chính là cái phần khoang chứa đồ, cái cốp sau của cái chiếc Polo hatchback này. Thì cái khoang chứa đồ này thì các bạn thấy là nó được bọc nỉ nè. Như vậy là cũng khá là ok. Đây các bạn có thể để được, mình thấy là nó cũng không có quá chật nha các bạn, cũng khá là tương đối. Ở đây thì mình để một số đồ khi mình đi quay, mình review cho các bạn thôi. Cái bánh dự phòng chắc nó nằm ở phía bên dưới này đúng không? Dạ. Ok, chúng ta có thể mở lên để cho các bạn thấy. Dạ. Lớp xe dự phòng thì những dòng xe Volkswagen đều được đặt thế này, nó tạo cho mình cái gọn, tiện lợi. Dạ. Thì khi mà mình tháo bánh xe dự phòng ra mình cũng rất là dễ dàng dưới này. Mình thao tác cũng rất là dễ dàng. Okay. Và cái bộ sử dụng sửa chữa nhỏ thì cũng được nhà máy được lắp hết như này luôn. Cho nên là mình dễ thuận tiện tháo lắp bánh và sửa chữa nhỏ. Dạ. Ok. Cái bánh này thì so với là cái bánh thực tế thì kích thước nó giống nhau không ta? Dạ. Bánh này thì cũng là 15 inch luôn anh. 15 inch. Dạ. Nhưng mà anh thấy là cái vành bánh có vẻ nhỏ hơn. Hình như cái bánh ban đầu của mình là 185 đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này như là 175 nè. 175. Nó nhỏ hơn một chút xíu nha các bạn. Thông thường thì cái bánh Seco bao giờ nó cũng sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn một chút so với lại cái bánh thực tế của chúng ta. Cũng khá là bình thường thôi. Thì ở đây chúng ta có cái phần này để các bạn có thể che và tạo cái khoang gọi là giữa cái khoang hành lý và cái khoang ngồi ở phía trên khi chúng ta để đồ. Thì trong trường hợp các bạn có thể để những cái đồ cao hơn thì cái miếng này chúng ta có thể lấy ra được nha các bạn. Và chúng ta cũng có thể mở rộng cái phần ghế này ra để chúng ta tạo cái khoang chứa đồ nó rộng hơn khi mà các bạn có thể chở những món đồ mà nó to hơn, nó bự hơn, vân vân. Ok, thì đó chính là cái phần cốp phía đằng sau. Thì chiếc xe này thì nó cũng là cốp cơ thôi, cũng chưa có hỗ trợ về cốp điện nha các bạn. Tuy nhiên là các chị em cũng khá là yên tâm bởi vì nó cũng khá là nhẹ đó. Mình tập cái này thì cơ tay mình nó cũng sẽ tốt hơn ha. Rồi, như vậy mặt trước, bên hông, mặt sau thì các bạn cũng đã thấy rồi. Chắc em đi qua phía bên này để cho mọi người xem lại một vòng về cái ngoại thất của cái chiếc The New Polo Hatchback này nó như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Khá là đẹp và khá là gọn gàng các bạn ha. Mình thấy cái màu xanh này á, khi mà đi trên đường nhìn nó rất là đẹp nè các bạn. Như vậy đây là một cái màu mình nghĩ là cũng rất đáng để các bạn lưu tâm. Và mọi người lưu ý là chúng ta còn rất là nhiều những cái màu khác nha các bạn, để các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái phong cách cá nhân của mọi người như thế nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau vào trong khoang nội thất để xem cái phần bên trong như thế nào nha. Ok, mời các bạn theo Hoàng và Tâm nha. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang có mặt ở cái băng ghế phía sau của cái chiếc Polo hatchback. Thì đầu tiên khi Hoàng ngồi vào cái băng ghế này thì cái cảm giác đầu tiên các bạn là chiếc xe nó được trang bị về mặt nội thất là tất cả ghế trước cũng như ghế sau là đều bọc da hết. Và cái da trên cái dòng Polo này thì Hoàng thấy là cũng rất là đẹp và khá là mịn màng nha các bạn. Rất là ok. Và chi tiết về nội thất thì Hoàng thấy là nó tạo nên một cái sự cũng rất là sang trọng khi mà chúng ta ngồi băng sau. Thì do đây là cái dòng
khá là nhỏ gọn để phù hợp cho di chuyển trên phố, nên là các bạn thấy với một cái kích thước cơ thể khá là to như mình thì mình thấy là hàng ngồi phía sau này thì nó hơi khó chịu một chút xíu nha các bạn. Tại vì mình cũng khá là bự con đó, các bạn thấy là khi Hoàng ngồi ở đây thì cái chân Hoàng với lại cái ghế trước gần như là nó sát như vậy luôn. Cái độ ngã lưng ở đây thì nó cũng không có nhiều đó. Và cái đầu của mình thì cách cái trần thì bây giờ chỉ còn có 2 cm thôi. Cái này mà mình nếu mà như Hoàng ngồi ở đây mà Hoàng đi trong phố mà đi chút xíu thì Hoàng nghĩ là ok, nhưng mà nếu mà đi chơi mà xa thì chắc là nó không ổn tí nào. Nhưng mà nếu mà các bạn có con nhỏ, chúng ta ngồi phía băng sau này thì rất là fit và rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Bởi vì cái chiếc Polo này nó cũng hướng tới những cái khách hàng theo cái gọi là một cái tình trạng như vậy. Nghĩa là cha mẹ thì ngồi trước, con cái chúng ta ngồi sau. Nên là như vậy là những cái băng ghế này thì nó phù hợp cho em bé, cho người nhỏ tuổi hơn, vân vân. Còn nếu mà những cái người mà quá to như mình thì ngồi nó sẽ hơi chật. Thì đó là một vài cái chia sẻ để các bạn thấy cái băng sau của cái chiếc Polo hatchback này nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng lên cái phía đằng trước, chúng ta xem coi về cái khoang nội thất phía đằng trước nó như thế nào nha các bạn. Ok, lên. Xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở cái khoang phía đằng trước của chiếc Polo hatchback. Thì các bạn hãy cùng nhau chúng ta xem coi phía đằng trước này thì nó có cái thiết kế như thế nào và phần nội thất ra làm sao. Thì đầu tiên Hoàng thấy là cái phần ghế đằng trước nó cũng là ghế da nè các bạn. Và cái phần những cái tay cầm bên hông này thì Hoàng thấy là nó cũng khá là gọn và cũng khá là đẹp đó các bạn. Kính thì chúng ta là có kính đã mở tự động luôn. Và trên cái chiếc Polo hatchback này thì chúng ta có cả kính trước và kính sau, 4 kính thì nó đều là một chạm hết. Đúng không Tâm? Dạ đúng rồi anh. Rất là tuyệt vời, đây các bạn thấy. Và đặc biệt cái kính này thì nó có một hỗ trợ, một tính năng Hoàng thấy rất là hay, đó là cái năng chống kẹt. Đặc biệt là các bạn thấy khi chúng ta đóng mở kính mà nhà có con nhỏ, lỡ các em nó đang chơi đùa hoặc là để tay như thế này này kia vân thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đây các bạn nhìn nè, ví dụ mình lỡ mình để tay như vậy nó cũng sẽ tự động nó chạy xuống và nó không ấy lên để nó phần kẹp và nó phần tay của chúng ta. Thì đây là một cái chi tiết mình thấy là rất là hay, và đặc biệt khi mà có con nhỏ thì đây là một chi tiết mình rất là thích nha các bạn. Các bạn lưu ý trên cái phần kính này. Ok, ngon không các bạn? Rồi các bạn thấy là phía đằng trước này thì mọi người thấy là các học lạnh của nó là 1, 2, 3, 4 nè. Như vậy là bởi vì cái xe nó nhỏ nên là những cái người đằng trước này thì chỉ cần những cái học bên này hoặc là học bên kia thôi. Hai cái học này thì chúng ta có thể đẩy thẳng ra phía đằng sau để nó tạo cái luồng gió mát ở phía đằng sau. Như vậy là những cái người ngồi trên khoang thì rất là dễ dàng để có cái luồng khí mát khi mà ở trên xe. Rồi, trên xe này do là nhỏ thì nó cũng chỉ có một cái hệ thống lạnh thôi, chứ không có chỉnh hai vùng độc lập như một số những cái xe khác. Thì đây là những cái chi tiết các bạn thấy là mình có thể chỉnh máy lạnh nè. Ví dụ đây là chỉnh tăng nóng lạnh là đúng không Tâm? Dạ đúng. Đây tăng đây là bên này mình tăng gió nè các bạn. Tăng giảm gió ở đây. Rất là ok. Ở cái dàn lạnh của dòng xe Polo này á thì nó tại vì là dòng xe Đức, xe châu Âu, cho nên là cái dàn lạnh của khi mình ngồi lên xe thì nó làm mát cho mình rất là nhanh. Rất là nhanh. Rất là nhanh, làm mát cho mình rất là nhanh, và cái hệ thống điều hòa của dòng xe này rất là tốt. Ok. Dạ. Các bạn thấy là Hoàng cảm nhận đúng thật sự các bạn. Lên xe mới nổ máy chỉ khoảng hơn 1 phút thôi nhưng mà bây giờ là gần như là có một cảm giác mát lạnh, trong khi ngoài trời thì đang rất là nắng. Như vậy đó là một cái điểm mình rất là thích ha. Rồi, đây là phần vô lăng, rồi cái phần đồng hồ thì Tâm có thể chia sẻ cho các bạn như thế nào ha. Dạ. Ở phần phần vô lăng của dòng xe Polo này á thì được thiết kế cái vô lăng đi cắt. Thì nó được vác ở dưới này. Giúp cho chúng mình khi mà vào trong xe không bị cả đùi. Okay. Như này, và tạo cho mình thêm cái cảm giác là thể thao hơn, nó lái mình thích hơn. Ở dòng Polo 2020 này á, có vô lăng này được trang bị là vô lăng điện luôn rồi, trợ lực điện luôn, cho nên là phụ nữ chị em lái cũng rất là nhẹ nhàng và dễ dàng khi mà mình vào cua hay là đi di chuyển trong đô thị. Đó. Tiếp theo ở trên vô lăng này thì nó được thiết kế là tăng giảm âm lượng qua bài và tắt âm ở đây.
logo to được Volkswagen được đặt nằm giữa cái vô lăng này. Ở dòng 2020 này nhà sản xuất được thiết kế thêm là cái cruise control sẵn. Cruise control là ga tự động. Wow. Dạ, nó có sẵn ở đây. Rất là tuyệt vời các bạn ha. À, một cái tính năng đây. Khi mà các bạn đi những cái đường cao tốc này kia vân thì tính năng ga tự động cruise control là một cái tính năng rất là tuyệt vời, rất là hữu dụng và đỡ cho mình mỏi cái chân, dạ. Tiết kiệm xăng vân vân. Ở phía bên này á thì nó được thiết kế cái gương chỉnh điện, gương chỉnh điện ở đây, chỉnh điện hai bên và ở đây có unlock cửa, gương một chạm ở đây và có lock 4 gương ở đây, cả đều hết được đặt hết trên này. Rất là tuyệt vời các bạn, những cái tính năng khá là hữu ích và chúng ta cũng thường xuyên chúng ta sử dụng hàng ngày. Anh thấy cái đồng mặt đồng hồ này thì nó vẫn là theo cái đồng hồ cơ thôi. Đúng rồi, đồng hồ cơ. Ở giữa thì mình có một cái màn hình điện tử. Điều chỉnh được. Đúng rồi. Dạ. Ok. Dạ. Các bạn có thể tùy chỉnh để chúng ta coi những cái thông số trên xe. Ví dụ như là km đi, tiêu hao nhiên liệu, còn bao nhiêu xăng vân vân. Thì chúng ta có thể coi trên cái thông số của cái đồng hồ điện tử đó. Đó. Ở đây anh thấy nó có một cái màn hình cảm ứng. Thì không biết là cái màn hình cảm ứng này thì nó có hỗ trợ thêm những cái tính năng gì trên xe không Tâm? Dạ có anh. Thì cái màn hình này á, được nhà sản xuất được thiết kế là 6 inch. Nó có radio nè, media ha, giải trí, kết nối Bluetooth nè, AUX, USB 1 và thẻ SD card được nằm trong này. Ok. Anh ha. Bluetooth thì nó kết nối cực kỳ nhanh rồi. Thì ngoài ra từ về cái phần giải trí thì nó được kết nối thêm cái Apple CarPlay sẵn cho dòng xe Polo này. Thì em xin phép được kích hoạt cái này lên để mình trải nghiệm luôn ạ. Ok. Apple CarPlay qua dây ạ. Wow. Nó sẽ thể hiện cái giao diện của điện thoại mình lên cái màn hình 6 inch này luôn. Ok. Dạ. Rất là tuyệt vời. Thì các bạn thấy ngay cả một cái dòng xe như là Polo Hatchback thì những cái tính năng về giải trí như là về nghe đài, nghe nhạc qua Bluetooth vân vân thì nó đều đã hỗ trợ rồi để giúp cho chúng ta giải trí trong quá trình lái xe. Ngoài ra thì các bạn thấy là cái tính năng Apple CarPlay nó cũng là một tính năng rất là tuyệt vời. Khi mà các bạn lái xe, đặc biệt là các bạn xài điện thoại iPhone thì anh thấy là ngoài ra Android thì nó cũng có tính năng Android Auto đúng không em? Dạ có. Về cái Android á thì mình phải tải thêm một cái phần mềm về điện thoại thì mình mới kết nối được. Còn iPhone thì nó kết nối trực tiếp được. Nhưng mà anh thấy là các dòng xe khác thì nó cũng hỗ trợ về cái máy của iPhone nó tốt hơn. Dạ, đúng rồi. Thường Android thì mình cũng phải làm thêm một vài cái động tác khác để dòng mình có thể sử dụng. Dạ. Hỗ trợ về iOS nó chuẩn hơn. Đó. Dạ. Các bạn thấy là rất là ok. Có sẵn bản đồ rồi. Mình không cần phải cài thêm việc map hay bất kỳ những cái gì hết. Các bạn đi các bạn có thể search từ điện thoại và nó sẽ ra đúng cái điều hướng ở trên này luôn. Rất là ok để chúng ta đi. Thì đây là một cái điều mình thấy là nó cũng khá là hay trên cái dòng Polo Hatchback này. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta định hướng và chúng ta chọn là chúng ta đi. Rất là ok. Đấy. Thì đó là những cái chi tiết. Các bạn thấy là đây cái cần số của trên cái chiếc Polo Hatchback này thì nó cũng là cái cần số tự động gạt. Thì anh thấy là chiếc này là nó hỗ trợ cái số tự động 6 cấp. Đúng rồi. Đó. Thì ở đây các bạn thấy là nó có cái phần da nó bọc ở đây. Thì thật ra một số người các bạn thấy là thì họ thích cái thiết kế là nó không có bọc da, nó được để lộ ra hết về phần này. Nhưng mà thường như vậy các bạn thì cái phần bụi nó sẽ len lỏi vào trong những khe này rất là nhiều. Đó, thì với cái da như vậy thì nó sẽ che, chúng ta vệ sinh này kia nó cũng khá là dễ. Thì đây cũng là một cái thằng nghĩ là Hoàng cũng khá là thích cái thiết kế có cái phần da nó chụp lên như vậy các bạn. Ngoài các chế độ lái tự động bình thường thì mình thấy là cũng có thêm cái chế độ lái chữ S này nè Tâm. Dạ đúng rồi. Thì cái dòng Polo á thì nó được trang bị là hộp số 6 cấp. Thì ở đây R camera lùi đã được trang bị sẵn luôn. Các bạn thấy khi chúng ta cài chế độ tích hợp màn hình luôn. Nó được tích hợp ngay trên màn hình luôn. Giúp mình hỗ trợ cho các bạn rất là dễ chúng ta về xe. Tiếp theo nữa là D là mình đi đường normal. Đi đường trường bình thường. Còn sport mình muốn thể thao hơn thì mình gạt nhảy xuống cái nữa. Là chuyển về sport, là chuyển qua số S, nó nhảy số trên đồng hồ đây. Ok. Dạ. Và cái Polo thì nó vẫn được trang bị là cái cần cái phanh tay cơ đúng không? Phanh tay cơ.
chưa được gặp phân tay điện tử. Ừ. Dạ, phân tay cơ thì nó sẽ tiện thao hơn, nó mạnh mẽ hơn. Ừ. Dạ. Không sao các bạn. Nếu mà có phân tay điện tử thì giá xe nó cũng sẽ cao hơn một chút. Như vậy với cái phân tay cơ này thì bạn thấy là nó cũng gọn gàng thôi, cũng không ảnh hưởng gì hết. Chúng ta lái thì đó, chúng ta thả xuống, dừng thì chúng ta kéo lên, nhưng mà cũng khá là ok. À, nó tạo được cái sự khá là thể thao trong quá trình mà chúng ta lái. Đó. Yeah. Ở đây anh thấy có một cái hộp đồ. Yeah. Cũng để được khá là nhiều đồ ha. Đây chúng ta có một cái hộp đồ cũng khá là ok các bạn. Đó. Mình lái xe thì đó, các bạn có thể để những cái đồ đạc của chúng ta, giấy tờ ở trong này. Đó. Cái khóa mở thì nằm ở đây. Đó. Thì về mặt trước về cơ bản là như vậy thôi. Thì ở đây anh thấy là nó có cái túi khí ở đây. Đúng rồi. Và túi khí ở đây. Đúng rồi. Xe này được chuẩn bị hai túi khí. Rồi. Ok. Thì như vậy là các bạn thấy nó dành cho hai cái người ngồi phía bên trước, đặc biệt là người lái ở đây và người ngồi ghế phụ phía bên này. Dạ. Là những cái thông tin về cái mặt trước. Ở đây thì những cái thảm đèn ở trên xe thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Đèn là đèn bàn ấy. Ừ. Trên xe. Ở đây thêm có thêm mình cái gương trang điểm ở đây. Gương trang điểm. Bên này anh muốn trang điểm có gương không? Dạ, có luôn. Mình trang điểm, mình ngồi ghế bên này cũng trang điểm được nha các bạn. Ok. Dạ, dạ rồi thì tiếp theo thì em mời anh Hoàng trải nghiệm thử cái dòng xe Polo này. Wow. Trải nghiệm chạy theo những cung đường để mình biết hết được cái tính năng của dòng xe này nó tiện lợi như thế nào. Okay. Xin phép mời anh Hoàng và các bạn đi theo cùng mình với anh Hoàng nhé. Ok, như vậy là sau khi cái phần giới thiệu xong thì bây giờ mình sẽ cùng với Tâm trải nghiệm cái chiếc xe này. Mình sẽ chạy thực tế để xem coi là cái cảm giác lái, rồi máy móc, rồi cái việc thuận tiện khi mà mình lái trên cái chiếc Polo Hatchback này như thế nào. Mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi. Ok,